Alo, alo. Alo. Chúng ta sẽ cùng chuyển đến với trận đấu đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Là một trận đấu quyết định giữa Liên Quân 8990 và các đội 2K6. Và mọi thứ có lẽ đã chuẩn bị xong. Xin được nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Liên Quân 8990 Đồng Niên 2K6 về tham dự vòng 3 giải bóng đá Đồng Niên Toàn Đấu Cách lần thứ 17 mừng xuân Quý Mão năm 2023. Vâng, quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân bóng Ô Cách Đồng Tiến Yên Phong Bắc Ninh để đón xem trận đấu quyết định của các đội Liên Quân 8990 và 2K6. Bảo vệ khung khổ dành cho các đội 8990 ngày hôm nay vẫn là cái tên quen thuộc, thủ thành Đình Hứa, cầu thủ số 5 Xuân Bút, số 86 Văn Trường, số 6 Văn Tưởng, số 14 Anh Quang. Ngày hôm nay thì Anh Quang cũng đã có mặt trong đội hình xuất phát của các đội 8990. Cầu thủ số 15 Kim Cương, số 20 là Văn Liêm. Đối với các cầu thủ 2K6, họ mang trên mình trang phục quần xanh áo trắng. Với thủ thành số 1 Thành Khôi, cầu thủ số 13 Khánh Duy, số 10 Văn Khôi, số 17 Thành Đạt, số 8 Thiện Cò Quay, số 19 Văn Quang và cầu thủ số 9 là Công Ngọc. Trong hiệp 1 trận đấu này thì các cầu thủ 2K6 sẽ bảo vệ cầu môn miền Việt Đích trái theo hướng màn hình nhỏ của các bạn. Còn Liên Quân 8990 bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Tính cho tới đây hiện tại thì các cầu thủ Liên Quân 8990 và 2K3 là đội bóng có hàng thủ chắc nhất giải, và hai thủ thành của họ cũng hiện tại là đang xuất sắc nhất giải. Duy nhất 2K3 và Liên Quân 8990 là chưa để lọt lưới. Tôi chỉ nói 2K3 chưa để lọt lưới. Hiệu số của hai đội 8990 này cũng đang là dương không. Một hàng thủ quá chắc và một hàng công thì cũng hơi cồn một chút. Ở bảng A đang là một bảng đấu hứa hẹn rất kịch tính, khi mà 4 đội bóng đều có 2 điểm. Lợi thế đang nghiêng hẳn về cho các cầu thủ 2K6 cũng như 2K4. 2K4 đang là bóng dẫn đầu bảng. 2K6 xếp thứ hai, cùng có được 2 điểm nhưng do nhiều dính nhiều thẻ hơn. Đánh đầu không được. Đó, một tình huống đánh đầu phá bóng vàng về bên phía cao thủ Liên Quân 8990. Một kết quả hòa, tấm vé tiếp sẽ thuộc về cao thủ 2K6. Đối với các cầu thủ Liên Quân 8990 thì họ biết mình sẽ phải làm những gì trong trận đấu này. Một chiến thắng thì 8990 sẽ không cần phải chờ đến kết quả của trận đấu ngay sau đó. Ngay sau đây giữa cao thủ 2K3 và 2K4. Nếu như 8990 mà vẫn hòa với tỷ số là không bàn thắng thì ở trận đấu tiếp theo các cầu thủ 2K3 và 2K4 sẽ dễ thở hơn. Đây sẽ là thời cơ qua người.
Trận đấu giữa 8990 và 2K6 thì cũng đang được quay phát trực tiếp trên fanpage Bình Luận Viên Nguyễn Anh Hùng. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả hãy cùng nhau chia sẻ để cho tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước có thể biết tới giải đấu của chúng ta. Một giải bóng đá đồng niên thôn Hữu Cách được tổ chức lần thứ 17. Dứt điểm không được. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Thành Khôi. Thủ thành Thành Khôi cũng là đôi găng tay vàng ở giải lần trước. Chín mươi là một đội bóng ở Hữu Cách cùng với 99 có nhiều danh hiệu vô địch nhất. Tuy nhiên giải đấu này 90 đã kết hợp với 89 để tạo nên một đội bóng mạnh mẽ hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn. Quá người không được, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các đội Liên Quân. Không có tiếng còi của trọng tài, trận đấu vẫn được tiếp tục. Đó là pha bóng của Anh Quang. Khá nguy hiểm. Ngày hôm nay thì Anh Quang đã được thi đấu ngay từ đầu trận và đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Như vậy là trọng tài tuyển cầu quay đã tham khảo công nghệ VAR. Quý vị khán giả của chúng ta cũng hoàn toàn có thể xem VAR qua online. Chúng ta dùng chiếc smartphone của mình và có thể xem trực tiếp tình huống này. Khá hồi hộp. Ở giải đấu năm nay thì tất cả các đội bóng của chúng ta không có quyền khiếu nại VAR. Chỉ khi nào cần thiết, trọng tài cảm thấy cần thiết thì trọng tài sẽ vào tham khảo VAR để hỗ trợ. Chúng ta sẽ chờ quyết định của trọng tài tuyển cò quay. Ném bóng lên, không có gì. Không có bên. Một đường chuyền không thành công. Đó là sự can thiệp của Kim Cương. Tám chín chín mười cần có một chiến thắng để chắc chắn tấm vé vào vòng trong. Đối với các cầu thủ Liên Quân 8990, họ thi đấu với ba hậu vệ, đó là Anh Quang, đó là Xuân Bút và ở bên hành lang bên cánh phải. Xuân Bút thi đấu ở vị trí hậu vệ chốt dành cho các cầu thủ Liên Quân 8990. Tình huống đá biên lên. Và cắt bóng rất chủ động của cầu thủ 2K6. Quá người sút xa không được. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trước đó là một cú xa chân.
của số 17 Thành Đạt. Thiện Cò Quay đang là người đứng trước bóng, một pha phối hợp đá phạt nhanh nhưng không hiểu ý nhau. Hai hậu vệ của các cầu thủ 2K6 vẫn là cái tên Khánh Duy và Thanh Đạt. Hai trận đấu ngày hôm nay thì cả hai trận sẽ có đều quay phát trực tiếp. Trận đấu tiếp theo cũng là một trận đấu quyết định giữa các cầu thủ 2K3 và 2K4, một cái bảng đấu xứng đáng mang tên bảng đấu tử thần, một cả bảng C nữa. Chúng tôi cũng vừa đưa ra bảng tin tổng hợp của bảng C và những nhận định của ba bảng đấu. Rất mong quý vị khán giả hãy ủng hộ phần bảng tin của chúng tôi. Hãy cùng thả like, cùng để lại những comment và nhận định của quý vị ở trận đấu này kết quả sẽ là bao nhiêu. Thì hãy để lại comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ tương tác. Ở bảng A thì hiện tại mới chỉ có hai bàn thắng thôi. Đó là bàn thắng của Thiện Cò Quay và Tiến Linh. Sự chắc chắn của hàng thủ. Bốn đội bóng vẫn đang làm lu mờ đi những mũi nhọn tấn công trong suốt thời gian vừa qua. Không thể có đường phản công dành cho các cầu thủ áo vàng. Chiếc tàu ngầm vàng 8990 vẫn chưa thể đâm thủng được mạnh lưới của thủ thành Thành Khôi. Thành Khôi là đôi găng tay vàng của giải đấu lần trước. Tuy nhiên thì ở giải đấu lần này anh đã phải vào lưới nhặt bóng một lần với bàn thắng của Tiến Linh. Hiện tại thì thủ thành Đinh Hứa và thủ môn bên phía các cầu thủ 2K3 vẫn chưa phải vào lưới nhặt bóng một lần nào. Cơ hội không vào, rất nguy hiểm. Đó là pha phân cách của Văn Khôi. Tưởng chừng như bàn thắng đã đến rất gần với các cầu thủ 2K6 nhưng không hề, bóng lại đi ra ngoài. Một pha bằng cắt rất nhanh của Văn Khôi. Văn Khôi có pha bằng cắt, bóng chỉ đi sát mép cột dọc khung thành của thủ thành Đinh Hứa. Bóng vẫn còn trong sân. Đây là anh Quang và đưa bóng lên của anh Quang. Tình huống chạm bóng cuối cùng của Xuân Bút là hơi thiếu chính xác. Sau những ngày tranh tài thì chúng ta cũng đã dần dần tìm ra được những cái tên lọt vào vòng trong. Đối với bảng B thì Liên Quân 9192 cùng với 2K1 đã chắc suất đi tiếp. Suất còn lại sẽ dành cho hai đội bóng là 2K5 và 2K7. 2K7 thì đang có 3 điểm và lợi thế hơn hẳn 2K5. Và bảng C cũng là một bảng đấu tử thần. Ngày hôm qua thì các cầu thủ FC Ông Bầu đã có trận đấu ra quân và có kết quả hòa đầy tiếc nuối trước Đồng Niên 99 với tỷ số 3-3. Văn Toàn đã ghi được bàn thắng ở những phút cuối cùng để
đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, kiếm lại một điểm quý giá cho 99. Sút xa không được, đó là cú ra chân của Kim Cường. Thực sự nào nguy hiểm mà các cầu thủ áo vàng tạo ra về phía cầu môn khung thành của thủ thành Thành Công. Đã trôi qua và tỷ số lúc này thì đã là khớp. Trọng tài Tuyến có quay cho rằng bóng chưa chạm chân của Xuân Phúc. Liên Quân 8990 thì cần phải cố gắng, cần phải chờ tạo ra những miếng đánh đa dạng hơn. Rõ ràng 8990 cần phải có một chiến thắng trong cái trận đấu quyết định này. Nếu kết quả hòa không đều nó sẽ là rất thiệt thòi, bởi nếu như hòa không đều thì 2K3 và 2K4 chỉ cần hòa với tỷ số 1 đều thì 8990 sẽ phải chia tay với giải đấu. Căng ngang, nỗ lực căng ngang không thành công của Thành Đạt. Tuy thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải nhưng Thành Đạt luôn luôn dâng cao, một mẫu cầu thủ khá giống với lại Kai Walker của Man Xanh và Jadon Sancho của Liverpool. Không có tiếng còi của trọng tài, trận đấu vẫn được tiếp tục. Đó là thiện quả quay không được, bóng vẫn còn. Thành Đạt bắt vô lê không vào, đó là pha can thiệp của số 14 Anh Quang. Cũng đã phạt góc cho 2K6. Đánh đầu, đó là pha đấm bóng an toàn của thủ thành Đình Hướng. Đình Hướng cũng là một thủ thành có chiều cao rất tốt. Đối với sân 7 thì những thủ môn có thể hình to con và chiều cao luôn luôn rất lợi thế. 2K6 vẫn đang là đội bóng nắm thế chủ động trên sân. Nhà đương kim vô địch đang trên con đường đi bảo vệ chức vô địch. Đánh đầu, cơ hội, làm gì, không vào, cú ra chân cuối cùng là câu trả lời. Và xử lý cuối cùng của Kim Cường lại không được chính xác. Kim Cường cần phải giữ được bóng trong tình huống bóng vừa rồi. Người bên phía cao thủ 8990 Văn Mỹ sẽ được tung vào sân để thay Văn Tưởng. Không được, vẫn là những tình huống hậu vệ khá chắc chắn. Các cầu thủ áo vàng đang thi đấu với ba hậu vệ. Thành Đạt, Thành Đạt đang thi đấu như tiền vệ cánh phải. Đội bóng 2K6 vẫn đang có được nhiều tình huống bóng nguy hiểm hơn về phía cầu môn khung thành của thủ thành Đình Hướng.
điểm không được. Tình huống đi bóng và dứt điểm của Văn Quang. Chơi cao nhất trên hàng công của 2K6 vẫn là cái tên quen thuộc Công Ngọc. Tuyến giữa, sự góp mặt của Văn Quang, Thiện Ngọc và Thanh Đạt cũng luôn luôn dâng cao. Bóng không tới được vị trí của Thành Đạt. Kim Cương không có đường phản công. Thay người bên phía các cầu thủ Liên Quân 8-9-9-10, Văn Trường sẽ được rút ra, Văn Liêm đưa vào sân. Thế trận đang diễn ra một cách khá chậm rãi. Các cầu thủ 2K6 vẫn đang là đội bóng nắm thế chủ động ở trên sân. Giải bóng đá Đồng Liên Thu Cách được tổ chức lần thứ 17 để chào mừng xuân Quý Mão năm 2023. 11 đội bóng tham gia. Và bảng A, bảng B, mỗi bảng có 4 đội. Bảng C có 3 đội. Lượt trận mà quý vị các bạn đang xem đang là lượt trận vòng bảng. Bảng A, một trận đấu mang đến tính chất quyết định dành cho đội bóng áo vàng 8-9-9-10. Nếu như không thể giành chiến thắng thì 8-9-9-10 vẫn có thể đi tiếp. 8-9-9-10 có thể đi tiếp nếu như không giành chiến thắng. Khi mà trận đấu giữa 2K4 và 2K3, 2K4 giành chiến thắng trước các cầu thủ 2K3. Tình huống đấm bóng an toàn của thủ thành Thành Khôi, được phản công, cả bóng chính xác của anh Quang, đường chuyền Thành Đạt, vẫn là Thành Đạt rất toán, cú sút xa của Thành Đạt cơi không vào. Một pha băng xuống đó là của Công Ngọc. Trước đó là một tình huống dứt điểm từ xa của Thành Đạt mà rất nhanh Công Ngọc đã thoát xuống như chỗ không người. Nếu như thủ thành Đình Hới trong pha bóng vừa rồi mà bắt bóng này ra thì ngay lập tức sẽ có sự áp sát của Công Ngọc. Một pha khống chế không thành công của Quang A Còng. Đúng đá phạt góc dành cho các cầu thủ áo vàng. Đánh đầu, phản đánh đầu, phá bóng của Thành Đạt, đưa bóng vào. Quá đơn giản đối với Thành Khôi. Ngắm bóng phát động tấn công nhanh. Thái cơ, dứt điểm không được.
Đó là cú ra chân của Văn Mỹ. Một cầu thủ cao to được đưa vào sân để thi đấu ở vị trí tiền đạo. Liên Quân 8990 bây giờ thì đã dâng cầu, bắt buộc phải mạo hiểm dâng cầu. Đây sẽ là thời cơ của một đường truyền rất khó hiểu khi mà Công Ngọc đang một mình thoát xuống thì đồng đội của anh lại có một đường truyền khá khó hiểu trong pha bóng vừa rồi. Đó là đường truyền của Văn Khôi. Thiện quả quê sút quá thiếu chính xác. Các hậu vệ của 8990 bây giờ sẽ thi đấu với Xuân Bút và Anh Quang. Và thay người bên phía cao thủ 8990, Văn Tưởng được tung vào sân thay cho vị trí của Kim Cường. Bây giờ thế trận mà các cầu thủ 90 đang tạo ra là có phần nhỉnh hơn so với các cầu thủ 2K6. Ở bảng đấu này thì vẫn chưa thể nói chắc chắn là đội nào đã bị loại và đội nào đã chắc chắn đi tiếp. Vậy sau khi trận đấu giữa cao thủ 2K3 và 2K4 kết thúc thì chúng ta mới tìm ra đúng ba cái tên đi tiếp sẽ đáng tiếc phải loại khỏi giải đấu năm nay. Tất cả Liên Quân 8990, 2K6, 2K4 và 2K3 đều là những đội bóng rất mạnh với lực lượng khá đồng đều. Tuy nhiên trong 4 đội bóng thì sẽ có một đội bóng phải loại, phải bị loại từ vòng bảng. Tính cho thời điểm hiện tại thì các cầu thủ 2K6 vẫn chưa có một sự thay đổi người nào. Thế trận như này vẫn đang là có lợi dành cho đội bóng áo trắng. Khá nguy hiểm cơ. Như vậy là ném bóng lên. Một pha bắt bóng hơi lỗi của thủ thành Thành Khôi. Suýt chút nữa thì Văn Tưởng đã chớp được thời cơ. Đây là Thanh Đạt. Đường truyền của Thanh Đạt cho Quang A Công. Không được. Thế các cầu thủ 2K6 cũng chuẩn bị có sự thay đổi người. Đúng đá phạt biên của Thành Đạt không được. Cũng rất khó để các cầu thủ 2K6 có thể tạo ra được tình huống dứt điểm tuyến này trong pha bóng vừa rồi. Thay người
Bên phía cao thủ 2K6 Văn Nam được đưa vào sân để thay vào vị trí của Văn Quang. Và các cầu thủ 89 cũng thay người khi mà Văn Năng và thay Văn Liêm gì? Đây là Thành Đạt qua người. 89 cũng thay người. 89-90 Văn Năng được tung vào sân thay cho Văn Liêm. Những cơ hội được tạo ra trước cầu môn hai bên là cũng khá hiếm hoi. Vẫn là những tình huống đá biên của Thành Đạt. Phản công Văn Năng rất nhanh thì Thành Đạt đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Vẫn là Văn Năng, Văn Năng và Thành Đạt. Kể từ đầu trận cho đến giờ, có lẽ bên phía 2K6 thì Thành Đạt là cầu thủ đang thi đấu năng nổ nhất trên sân. Một lối đá rất cơ động ở hành lang biên bên phía cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ 2K6. Đấy rồi, Văn Năng không được. Thời gian của hiệp hai có lẽ là không còn nhiều, rất nguy hiểm. Tuy nhiên thủ thành Đình Hứa cũng đã căn chỉnh được cầu môn trong pha bóng vừa rồi. Điều Ngọc ở tình huống treo bóng của Thiện Quang Quay. Công Ngọc khống chế không tốt của Công Ngọc. Những tình huống phát bóng của hai thủ thành vẫn mang cái tính chất giải tỏa. Sẽ có 2 phút bù giờ cho hiệp 1 trận đấu này. 3-3. Tình huống qua người, cơ hội đá phạt dành cho 2K6. Đây cũng là một cơ hội khá rõ ràng để cho các cầu thủ 2K6 khai thông được thêm bên tắc. Cảm giác như cái bảng A này nó ghi bàn rất khó khăn. Bất kỳ đội bóng nào ghi bàn cũng rất khó khăn. Tuyến này quá thiếu chính xác. Ngày hôm qua thì 99 và các cầu thủ FC Hồng Bầu ghi bàn thắng dễ như là ăn cơm ở hiệp 2. Ở cái bảng A này ghi được một bàn thắng nó quý hơn vàng. Trăm người đang xem, xin chào bạn Trương Hoan, chào Minh Quang, chào Trương Minh Thái, chào bạn Mạnh Tú. 99 của bạn Trương Tuấn ạ. Ngày hôm qua nếu mà bạn thả cho các cầu thủ Hồng Bầu thêm một bàn nữa thì số là 43 thì 99 của bạn gần như chắc chắn bị loại. Đường truyền không được chính xác. Nhưng vẫn có đá biên dành cho các cầu thủ áo trắng. Xin chào bạn Thanh Bình. Như vậy là không còn cơ hội đá biên dành cho các cầu thủ 2K6. Chúng ta sẽ đến với hiệp 2 trận đấu này sau. Oh.
feel to get me high and alive. We shoot up in love in the sky. All of the babies say both in the fight. Working so hard, you walk on twice. Look at the love in me, got on the shine. I say your love has a strip in my smile. Like your mama. Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn, chúng ta cùng trở lại với sân bóng Ô Cách để đón xem hiệp hai trận đấu giữa các cầu thủ 26 và đồng Liên Quân 8990. Ở đầu hiệp hai này thì các cầu thủ 8990 cũng đã có sự thay đổi người, khi mà Văn Tưởng cũng đã được rút ra, vào sân là Kim Cương. Và bên phía 2K6 thì Công Ngọc đã được cho ra nghỉ, tung vào sân là Quang A Còng. Liên Quân 8990 sẽ còn cả một hiệp hai.
tìm kiếm bàn thắng. Vui lên dẫn trước khi mà 8-9, 9-10 cần có một chiến thắng. Một chiến thắng sẽ rất quan trọng, nó quyết định tấm vé đi tiếp dành cho 8-9, 9-10. Một thế trận như thế ở hiệp 1 hiện tại cho đến bây giờ vẫn có lợi dành cho 2K6. Chỉ cần hòa thì các cầu thủ 2K6 sẽ có tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, để có được vị trí nhất bảng thì nó cũng rất quan trọng. Nhất bảng A sẽ gặp đội bóng thứ 3 của bảng B. Còn nhất bảng B sẽ gặp đội thứ 3 của bảng A. Hai đội nhì bảng A và B sẽ gặp một trong hai trong ba đội bóng ở bảng C. Nó là 99, 96 hoặc ông bầu. Rất nguy hiểm. Đường vào vẫn không được. Bảng A cho tới điểm hiện tại, tính cho tới lúc này thì vị trí trên bảng xếp hạng vẫn chưa có gì là xáo trộn. Đứng đầu bảng vẫn đang là các cầu thủ 2K4 và xếp sau là 2K6. Xếp thứ 3 là Liên Quân 8-9-9-10. Và xếp thứ 4 đó là các cầu thủ 2K3. Nếu như trận đấu này kết thúc với kết quả hòa thì cả hai đội bóng sẽ có cùng 3 điểm. Tuy nhiên vị trí nó cũng sẽ không thay đổi. 2K6 vẫn đứng trên, vẫn xếp trên các cầu thủ 90 và 89. Trong hiệp 2 thì các cầu thủ áo vàng đã tăng tốc và đây sẽ là coi. Nhưng cú dứt điểm của Kim Cương là không được chính xác. Thiện Quả Quay. Bây giờ thì Thiện Quả Quay đã đối với các cầu thủ 90 thì ở giữa hiệp 1 họ cũng đã thi đấu với 2 hậu vệ thôi. Ban đầu họ thi đấu 3 hậu vệ. Từ khi Văn Mỹ được đưa vào sân, Văn Mỹ thi đấu ở trí tuyến giữa cùng với lại Văn Trường. Để ngay lập tức Kim Cương được đẩy lên cao hơn cùng với số 8 Văn Năng. Tám chín chín mười bây giờ thì đấu với 3 tiền vệ, 1 tiền đạo và 2 hậu vệ. Trên mặt sân 7 thi đấu với cái đội hình như này, nó là một lối đá sẽ là một đội hình tấn công. Hiện cầu quay thì đang bị đau ở trên sân. Có dấu hiệu chuột của cầu quay. Thành người bên phía cao thủ 8-9-9-10, Văn Tưởng được đưa vào sân và ra sân là Văn Năng. Cơ hội không được, vậy không có lỗi.
Văn Nam đã không thể thực hiện một pha dứt điểm trong pha bóng người rồi. Một tác động mà trọng tài Tuyền Quang Quê cho rằng nó là chưa đủ. Thiện Quang Quê rất tốt, coi đá từ xa không chính xác của Thiện Quang Quê. Trận đấu giữa 2K6 và Liên Quân 8990 cũng đang được quay phát trực tiếp trên fanpage Bình Luận Nghiên Anh Hùng. Nếu như quý vị khán giả nào không tới dần để xem trực tiếp trận đấu này thì chúng ta hoàn toàn có thể xem qua lại. Và đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho đội ngũ truyền thông của chúng tôi cũng như giải đấu chúng ta. Đây sẽ là đường phản công, đường truyền của một cầu thủ áo vàng là Kim Cường đã không thể tới được vị trí dành cho Văn Tưởng. Kịp không? Không còn. Biến lên. Rất khó khăn để cho các đội bóng ở bảng A có thể ghi được bàn thắng. Đối với loạt trận thứ hai, các cầu thủ 2K6 đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 2K4. Tuy nhiên là những giây cuối cùng của hiệp 1 thì Tiến Linh bên phía 2K4 đã có được bàn, đã ghi bàn thắng và san bằng tỷ số 1-1. Và tỷ số đó đã được giữ cho đến hết trận. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa đội bóng nào ở bảng A ghi thêm được bàn thắng. Rất kỳ lạ. Hàng công và thủ môn là quá chắc chắn và xuất sắc thì mới không để lọt lưới. Tôi sẽ nói hàng thủ và thủ môn đang thi đấu quá chắc chắn. Hàng thủ có 2K3 và 8990 đang là hàng thủ xuất sắc nhất giải thì chưa để lọt lưới bàn nào. Cho tới điểm hiện tại chỉ có duy nhất hai đội bóng này là chưa để lọt lưới thôi. Tất cả các đội bóng đã đều lọt lưới. Và vô địch của giải đấu lần trước 2K6 cũng đã để lọt một bàn. Là Văn Khôi. Kim Cường đã để bóng chạm tay. Goal! Vào! Như vậy là 1-0 dành cho cao thủ 2K6 rất bất ngờ. Rất bất ngờ. Một pha đá phạt tơ phân sau đó là một tình huống bật cao đánh đầu sượt của Văn Nam đã mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc dành cho các cầu thủ 2K6. Bàn thắng của các cầu thủ 2K6 được ghi ở phút thứ 10 của hiệp 2 trận đấu. Hai ca tư có lẽ đang cổ vũ cho các cầu thủ 2K6. Nếu như để thua 1-0 thì rõ ràng ở trận đấu tiếp theo 2K4, nếu có để thua các cầu thủ 2K3 1-0 thì 2K4 vẫn đi tiếp. Bây giờ thì bắt buộc các cầu thủ 90 89 phải dâng cao,
không còn cơ hội để mà phòng thủ nữa rồi. Không nhìn được nó có chạm không đâu, nó chạm được cái chạm tóc thôi. Các cầu thủ Liên Quân 8, 9, 10 cũng đã chuẩn bị quá sự thay đổi người. Đánh đầu không được, vẫn còn. Bóng đã được phá lên, đường vào. Bên phía Liên Quân 8, 9, 10 thay người. Văn Hán được đưa vào sân để thay Văn Tưởng. Văn Hán được tung vào sân có lẽ để thi đấu ở vị trí tiền đạo. Đúng là như vậy. Một tiền đạo được rút, được đưa vào sân. Và tiền vệ được rút ra. Và quả người không thành công của Tiến Quảng. Sẽ có tình huống đá biên dành cho đội bóng áo vàng. Cố gắng lên, thời gian là vẫn còn rất nhiều. Hiệp 2 của trận đấu vẫn chưa trôi qua được một nửa. Cách biệt thì chỉ là một bàn. Đưa vào, sút không được, đó là pha đánh đầu không thành công của Văn Mỹ. Nếu như kết quả của tỷ số như này được giữ nguyên cho đến hết trận thì 90 vẫn chưa phải là đã bị loại. 90 sẽ trông chờ trận đấu giữa các cầu thủ 2K4 giành chiến thắng 2K3. Nhưng để làm được điều này thì trước hết để trông chờ vào cái trận đấu tiếp theo thì các cầu thủ Liên Quân 8, 9, 10 cần phải tự giải quyết cái trận đấu này trước đó. Hai cá sấu luôn rất mạnh trong những pha sọc kè, tình huống thoát xuống của Tiến Quang cũng như Công Ngọc. Văn Hán không được, anh Yến bóng vẫn còn, chưa có tiếng còi của trọng tài thay cơ, nhưng mà chưa có tiếng còi của trọng tài thì hai đội vẫn tiếp tục. Đội bóng nào mà dừng lại đội bóng nó sẽ thiệt mà thôi. Văn Mỹ, đây là Tiến Quang, qua người Tiến Quang, tình huống đi bóng của Tiến Quang đã đi hết đường biên dọc, biên lên dành cho các cầu thủ áo. Qua ngang còng thì cũng vừa bị nhận những lời nhắc nhở từ phía trọng tài tuyến cầu quay. Cần phải bình tĩnh hơn, chắc chịu hơn những cơ hội. Nhưng mà thời gian lại không phải là quá ngắn dành cho Liên Quân 8, 9, 10. Với kết quả hiện tại thì các cầu thủ 2K6 đã vươn lên dẫn đầu bảng A. Quá chính xác của Thành Khôi. Kết quả như này cũng đang là kết quả có lợi dành cho 2K4 và các cầu thủ 2K3. Văn Mỹ. Văn Mỹ bây giờ đã thi đấu ở vị trí tuyến giữa và anh bắt buộc phải dâng cao. Kim Cương. Văn Mỹ. Sút mà không được.
Hai người bên phía các cầu thủ 2K6 Văn Nam sẽ được rút ra vào sân. Văn Hải. Cách biệt thì chỉ là một bàn, chưa thể nói lên điều gì. Thay cơ, quá người, không được. Văn Mỹ, đường phản công. Minh Cường, đường truyền dành cho anh Điến. Rất chủ động cắt bóng, đó là Văn Khôi. Văn Khôi. Một tình huống phạm lỗi của anh Điến. Và một chiếc thẻ vàng. Ngày hôm qua thì các cầu thủ 99 và FC Hồng Bàu đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội bóng ở hiệp 2. Rõ ràng bây giờ thì các cầu thủ 8, 9, 10 cần phải thi đấu tất tay. Một cái cò hòa sẽ nuôi hy vọng đi tiếp dành cho đội bóng Liên Quân 8, 9, 10. Văn Mỹ, đường chuyền của Văn Mỹ quá chắc chắn. Văn Mỹ là một cầu thủ to cao, tuy nhiên cũng có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Nhưng bóng của Văn Mỹ khá chắc. Đấy rồi, Văn Án. Không được. Văn Mỹ, đường chuyền, khoảng trống cơ hội, không vào. Đó là cú ra chân của Xuân Bút và tay người. Bên phía cầu Liên Quân 8, 9, 10, anh Quang sẽ được đưa vào sân. Như vậy anh Quang được đưa vào sân để thay vào vị trí của Văn Trường. Các cầu thủ Liên Quân 8, 9, 10 sẽ thi đấu với hai hậu vệ và sẽ cả hai hậu vệ đều sẽ dâng cao. Bây giờ thì hai hậu vệ đó là Xuân Bút và anh Quang. Mục đích anh Quang vào sân để đẩy cao Xuân Bút lên, khơi khá nguy hiểm, sút chút nữa thì đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ 2K6. Một tình huống băng cắt không thành công của số 15 Văn Hải. 2-0. Như vậy là tỷ số là 2-0. Và thay người bên phía Liên Quân 8, 9, 10 thay người. Văn Tưởng vào sân và ra sân là Kim Cường. Một pha thoát xuống rất nhanh. Tình huống thoát xuống khá nhanh. Hai không sẽ là một kết quả khó dành cho 8, 9, 10. Phút thứ 50 rồi. 8, 9, 10 hãy cố gắng lên. Hai ca tư thì đang cổ vũ rất nhiệt cho các cầu thủ 2K6. Một bảng đấu có 4 đội bóng nhưng chỉ loại ra một đội
nào luôn. Thanh người bên phía cao thủ 2K6, anh Quân sẽ được đưa vào sân để thay cho Tiến Quảng. Quân Trì được đưa vào sân, một cầu thủ có những cú đá nặng như Trì. Tuy nhiên anh Quân lại được tung vào sân để thi đấu vào vị trí tiền đạo thay cho Quang Anh Cổng. Đang dẫn trước 2-0 nhưng ông Bầu Thế Triển vẫn đưa tiền đạo vào sân chứ không phải là một hậu vệ. Rõ ràng đường đi nước bước của Thế Triển đã tính toán khá kỹ lưỡng. Nhất bằng thì các cầu thủ 2K6 sẽ chỉ phải gặp đội bóng đứng thứ 3 ở bảng B. Rất có thể sẽ là một trong hai đội bóng 2K5 hoặc 2K7. Khi mà đứng đầu bảng ở bảng B đang là các cầu thủ 2K1 với 4 điểm, không có được 4 điểm. Nhưng Liên Quân 9192 xếp thứ hai do kém hiệu số. Trên sân bóng Âu Cách của chúng ta hiện tại thì đang có sương mù rồi. Sương mù dày đặc, nhưng mà sương mù này nó mùi hơi khen khét. Vẫn là sự chính xác của thủ thành Thành Khôi. Đây thực sự nói là sương mù thôi, nhưng sương mù này nó kèm theo cái mùi khét. Anh Yến, vẫn là anh Yến. Đây sẽ là đường lên bóng dành cho các cầu thủ 8990, không được. Đá nhanh, Văn Tưởng, coi nỗ lực căng hàng không thành công của Văn Tưởng. Phản công cho 8990. Đánh đầu, không vào. Không thể có tình huống dứt điểm tuyến này. Đây sẽ là đường phản công. Văn Hải, Xuân Bút đã cướp bóng. Xuân Bút, Văn Tưởng. Đường chuyền không thành công của Văn Tưởng. Tất cả các cầu thủ áo vàng đã dẫn đầu. Rất nguy hiểm coi. Không được một pha ngã bàn điện không thành công của cầu thủ Văn Hán. Tình huống xe đạp chống ngược không trúng bóng của Văn Hán. Nếu như pha bóng vừa rồi mà Văn Hán móc trúng bóng thì rất có thể đó là một siêu phẩm. Văn Hán, đây là Văn Mỹ. Đường chuyền của Văn Mỹ cho anh Điến. Ở đội tuyển của Tôn Hồ Cách thì Thành Khôi chưa có tiếng nói gì nhiều. Tuy nhiên đối với đội bóng 2K6 thì Thành Khôi đang là một vị trí khá quan trọng. Thay người, bên phía cao thủ 2K6 Công Ngọc được đưa vào sân và Văn Hải rút ra. Vẫn còn Văn Tưởng qua người không được. Đấy rồi, Xuân Bút để bóng hơi dài. Thế trận khá khó, một thế trận rất khó khăn. Tuy nhiên trong bóng đá khó chúng ta không nên bỏ cuộc. Khi mà các cầu thủ 8990 sẽ còn 10 phút nữa, khoảng chừng 10 phút nữa. Đối với cầu thủ 2K6 thì họ đang thi đấu một cách chậm rãi, cố làm giảm nhiệt độ trận đấu. Đây là
Thiện cò quay, đường chuyền tốt, nhưng pha khống chế lại không thành công của Công Ngọc. Văn Lý thay Thành Đạt. Thay người bên phía cao thủ hai cá sấu có sự thay đổi người. Văn Lý được tung vào sân để thay Thành Đạt. Như vậy các cầu thủ 2K6 sẽ chỉ còn duy nhất một sự thay đổi người nữa thôi. Chỉ còn một sự thay đổi người nữa. Nhưng mà phút thứ 55 thì các cầu thủ 2K6 đã thay hai người rồi. 3-0. Một vết cứa chí mạng, một dấu chân hết. Và thay người cuối cùng bên phía các cầu thủ 2K6. Công Ngọc rút ra vào sân là cầu thủ số 301-07. Văn Khải. Đây sẽ là sự thay đổi người cuối cùng của các thủ 2K6. Trong 5 phút cuối mỗi đội bóng sẽ chỉ được thay 3 lượt nữa rồi. Và 2K6 đã thay liền 3 lượt rồi. Văn Tưởng. Đường chuyền của Văn Tưởng. Anh Điến. Căng ngang. Quá đơn giản đối với Thành Khôi. Văn Khôi rất dẻo. Cầu thủ 8-9-10 hãy cố gắng lên. Ghi bàn thắng. Khá nguy hiểm. Với cái kết quả như thế này thì gần như là chắc chắn các cầu thủ 2K6 sẽ là đội bóng xếp đầu bảng. Khi mà đối với các cầu thủ 2K4 và 2K3 để có được một chiến thắng cách biệt quá lớn, nó dường như là không thể. Ở trận đấu tiếp theo thì sẽ diễn ra một cuộc chạm trán giữa các thủ 2K4 và 2K3. Xin mời hai đội trưởng ngay ra chỗ bình luận tôi đây để lấy tờ đăng ký danh sách. Đây là Văn Thiện, Văn Khôi, đưa bóng lên, Xuân Bút. 8-9-10 vẫn đang rất nỗ lực đi tìm kiếm bàn thắng. Không được. Thay người. Bên phía cầu thủ 8-9-10 Văn Năng được đưa vào sân để thay cho Văn Hán. Xuân Bút. Vẫn là Xuân Bút. Một đường đi bóng tốt của Xuân Bút, sút xa. Không chính xác. Cơ hội để cho các cầu thủ 8-9-10 san bằng tỷ số. Nó sẽ là không thể. Sẽ có 3 phút bù giờ. Tuy nhiên 8-9-10 cần ghi được những bàn thắng để nuôi hy vọng. Vẫn có quyền đi tiếp.
Đúng là các cầu thủ 2K6 luôn luôn rất nguy hiểm. Một đội bóng trẻ và luôn thể hiện được tinh thần khát khao. Thậm chí các cầu thủ 2K6 còn thi đấu với tốc độ nhanh hơn. Trận đấu vẫn tiếp tục. Văn Mỹ, chúng ta có thể thấy rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của cao thủ 8990. Đây là Văn Tưởng, cơ hội không vào. Phạt góc cho đội bóng áo vàng. Một tinh thần tuyệt vời của 8990. Mặc dù đã để thua 3 bàn, tuy nhiên tất cả các cao thủ của 8990 vẫn đang thi đấu rất cố gắng, không hề có dấu hiệu của sự chán chường. Đây là trận thắng đầu tiên. Bóng vừa tìm tới cột dọc khung thành của thủ thành bên phía 8990. Trận thắng đầu tiên của bảng A. Văn Mỹ. Vẫn là Văn Mỹ qua người. Rất khó khăn. Văn Mỹ. Và đây là cơ hội không có gì khó khăn. Có lẽ là đã hết đối với các cầu thủ 8990. Thiện quả quay. Rất có thể tỷ số đây sẽ là 4-0. Cơ hội không vào. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Tuyển Quả Quay đã vang lên. Với tiếng còi kết thúc trận đấu giữa các cầu thủ 2K6 và Liên Quân 8990. Kết thúc trận đấu này thì các cầu thủ 2K6 đã vượt qua 8990 với tỷ số là 3-0. Có người bánh mì trong bộ không?